xin chào các bạn thật ra tôi rất lo sợ sau khi các bạn quay xong video của tôi lần trước sẽ có phản ứng như thế nào tại vì video lần trước là tập số 1 của một series mấy có tên là tôi nhìn Việt Nam nếu các bạn không thích thì tôi không nên đi nhìn Việt Nam tôi phải đi nhìn chỗ khác nhưng phản ứng là vẫn ok à, cho nên tôi có thể tiếp tục làm đi video hôm nay là tiếp tục chủ đề của video lần trước tức là tại sao bây giờ Việt Nam là một quốc gia độc lập nhưng mà Quảng Đông không phải theo tôi chính là vì Quảng Đông đã mất đi sức sống của làng xã, sức sống của bộ lạc của họ, cho nên mới bị văn hóa Trung Hoa đồng hóa. Các bạn thân mến, bây giờ Quảng Đông hình như là một cung cả tệ chấn hoặc của Trung Quốc, tại vì vệ viện Quảng Đông đã có phần 30% của tổng số thu nhập tài chính địa phương của Trung Quốc. Nhưng mà ưu thế kinh tế của Quảng Đông là sau khi thế kỷ 19 mới xuất hiện, trước khi thế kỷ 19, giống với các quốc gia của Đông Nam Á, Quảng Đông là một tân đất có nhiều tất nhưng ít người. Và trước Châu Tông, giống với Việt Nam, Quảng Đông cũng luôn luôn xây dựng chính quyền tương tối độc lập. Ví dụ, trong thế kỷ sau, Việt Nam có Lý Nam Đế khởi nhà xây dựng nhà tiền Lý. Đồng thời ở Quảng Đông có một tiền phu nhân có xây dựng một chính quyền tờ trị. Tiền phu nhân không phải là người hát mà là dân tộc Lý. Theo ý kiến phổ biến, dân tổ lý là tổ tiên của người trắng của Trung Quốc. Tiền phu dân chính là một nữ thủ lĩnh của một bộ lạc của dân tổ lý và kết hôn với một thái thủ người Hán có tên là Phùng Bảo. Sau đó, thế lực của hai gia tộc kết hợp nhau tạo nên một chính quyền tự trị ở Quảng Đông. Nhưng có một điều khác biệt khi chính quyền Trung Hoa từ phía Nam mang quân xuống Nam để tăng áp chính quyền nhà tiền lý của Trung Quốc à, đáng tiếc là bị đánh bại cho nên chính quyền không tồn tại nữa còn chính quyền tiền phu nhân là hợp tác với chính quyền Trung Nguyên để trao đổi quyền lực tờ chỉ ở Quảng Đông cho nên tiếp tục tồn tại và chính vì tiền phu nhân quyết định hợp tác với chính quyền Trung Nguyên cho nên trong lịch sử Trung Quốc Tiền Phu Nhân là một nhân vật có công lao cho quốc gia. Bây giờ ở Quảng Đông có nhiều chùa thờ cúng Tiền Phu Nhân, cho nên nếu các bạn đi Quảng Đông du lịch, nhìn thấy có nguy chùa thờ cúng một nửa tầng, à, không phải là hai bà chân là Tiền Phu Nhân. Từng hiểu lầm với hai bà chân Tiền Phu Nhân là dân tộc Lý, dân tộc Lý là tổ tiên của người trắng ở Trung Quốc. Thế các bạn có biết ý nghĩa của dân tộc Lý và người trắng không? Giới hạn của dân tộc Lý là như vậy. Okay. Ở bên trái là bộ thủ dân, biểu thị công người. Ở bên phải là chớ Lý, à, ý là bên trong. Dân tộc Lý không phải là một tên mà dân tộc Lý tự sân mình, mà là do chính quyền trung nguyên tặng cho. Đối với chính quyền trung nguyên, dân tộc Lý ý là những người ở bên trong, à, tức là không phải là sinh sống ở thành phố, mà là sinh sống ở núi sâu. Tức là hình như là ở bên trong của núi, cho nên bị người ta gọi là dân tổ lý. Dân tổ lý là tổ tiên của Ngày Trắng. Nhưng mà Ngày Trắng cũng không phải là một tên mà Ngày Trắng tờ sơ mình cũng là một tên do chính quyền Trung Nguyên tặng cho các bạn coi chớ hán của Ngày Trắng. Trắng ý là khỏe, mạnh. Nhưng chớ này là do Châu Ân Lai thay đổi vào năm 1965. Châu Ân Lai à, là thủ tướng của Trung Quốc khi đó. Trước khi đó không phải là chớ này mà là chớ này. Ý nghĩa của chớ này là tài tớ có một giả thuyết cho rằng ý nghĩa vốn có của người trắng là chỉ những người sinh sống ở núi sâu và thường bị bắt cóc để bán cho người ta làm tài tớ hay là đặt cống cho nhà vua làm tài tớ. Nếu giả thuyết là đúng thì chính quyền trung nguyên đối với Quảng Đông ngày xưa là một chính quyền thực dân. Các bạn thân mến, thật ra người trắng không phải là một dân tộc có một truyền thống thống nhất từ cổ sơ lưu truyền tới bây giờ đó chỉ là một tên chỉ na đã một nhóm người sinh sống ở các vùng núi của Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu và Tây Bắc của Việt Nam. Cho nên trong nhóm người trắng cũng có thể tách ra nhiều dân tộc thiểu số khác, ví dụ người Tài, người nùng và người San Trái, vân vân. Và tiếng trắng cũng không phải là một ngôn ngữ thống nhất, tại vì tiếng trắng ở Quảng Tây và tiếng trắng ở Quý Châu là không thể giao tiếp được. Bây giờ chính phủ Trung Quốc chỉ lấy tiếng Trắng ở Quảng Tây làm tiếng Trắng tiêu chuẩn thôi. Nhưng mà có một điều có thể khẳng định là Ngày Trắng là thuộc về dân tộc Bách Viện. Các bạn chú ý, mặc dù Ngày Trắng không phải là một dân tộc Thống Nhất, nhưng giống với các dân tộc khác ở Tông Nam Á, tiêu là hầu duyệt của một dân tộc rất cổ sở gọi là dân tộc Bách Viện. Đặc trưng của dân tộc Bách Viện là từng có sử dụng trống tổng, và dấu vết của văn hóa chống tổng là có thể tìm thấy ở phía nam của Trần Giang đến Indonesia bây giờ. Và đa số ngôn ngữ của Đông Nam Á đều là danh tờ trước, tính tờ sao, à, tức là hoa vàng, không phải là vàng hoa. Điều này là khác biệt với tiếng Trung, tại vì trong tiếng Trung là tính tờ trước sau đó mới là danh tờ, tức là vàng hoa, không phải hoa vàng. Cho nên chúng ta có thể dừng tình một điều là, thế là một ngôn ngữ có ngữ pháp, là danh tờ chợ tính tờ sau thì được coi là hậu duệ của bệnh viện tổ tiên của người trắng là dân tổ lý dân tổ lý có một nữ thủ lĩnh có tên là tiền phu nhân tiền phu nhân kết hôn với một người thái thủ người hán có tên là phùng bảo và xây dựng một chính quyền tờ chỉ ở quảng đông nhưng bây giờ tiếng quảng đông là giống với tiếng phổ thông tức là tính tờ chợ danh tờ sau không giống với ngôn ngữ bệnh viện nhưng có một điều kỳ lạ. Tại vì trong tiếng Quảng Đông có nhiều trường hợp ngoại lệ là danh tờ trước, tính tờ sau. Ví dụ tiếng Quảng Đông nói bạn ăn trước, họ dùng với tiếng Việt. Tiếng phổ thông là nói bản trước ăn. Ví dụ tình bản không tờ, à, tiếng phổ thông là tình không tờ bản. Ví dụ tôi tặng quà cho bạn, tiếng phổ thông là tôi cho bạn tặng quà. À, vâng vâng, có nhiều ví dụ. tại sao kỳ vậy? Theo tôi, Tập âm thật ra rất đơn giản, tại vì tiếng Quảng Đông là một ngôn ngữ bị hán hóa, tức là ngày xưa, người Quảng Tông cũng có một ngôn ngữ của mình riêng. Và ngôn ngữ đó cũng giống với các ngôn ngữ của dân tộc Bắc Việt, tức là có ngữ pháp là danh tật chất, tính tờ sau. Cho nên, sau khi bị hán hóa rồi, tiếng Quảng Tông cũng giữ giữ một số dấu vết, một số ngữ pháp là danh tật chất, tính tờ sau xin để tôi nói thêm một điều cho các bạn nghe. Thật ra ở Quảng Đông không chỉ là chỉ có tiếng Quảng Đông, cũng có tiếng Châu Châu và tiếng Khắc Gia. Người Quảng Đông xung quanh Quảng Châu là nói tiếng Quảng Đông, còn nhóm người ở phía đông họ là người Châu Châu, họ nói tiếng Châu Châu, còn nhóm người ở phía bắc họ là người Khắc Gia, họ nói tiếng Khắc Gia. Ba phân ngôn này là không thể giao tiếp với nhau, nhưng cũng giống với tiếng Quảng Đông, tiếng Châu Châu và tiếng Khắc Gia tiêu có trường hợp ngoại lệ là xem tập chất tính tờ sau theo tôi thật ra khổ vốn tiêu là ngôn ngữ bách vệ nhưng mà sau đó bị hán hóa rồi nhưng vẫn dính giữ một số dấu vết của ngữ pháp vốn có nói đến đây có lẽ sẽ có người hỏi rằng ấy tại sao ở một tỉnh quảng đông có ba nhóm người ba ngôn ngữ theo tôi tại vì thời gian bị hán hóa của họ là không giống nhau Các bạn thân mến, tôi tin rằng các bạn đều đã biết rằng tiếng phổ thông hiện tại là sau khi nhà Thanh mới hình thành. Đó là tiếng phổ thông và tiếng quang thoại của nhà Thanh Theo kết nối hoặc thuộc, đó là tiếng Hán hiện tại, tức là ngôn ngữ của người Hán hiện tại. Và trước khi đó cũng có tiếng Hán thần cổ là hình thành trong nhà châu, là tiếng phổ thông của nhà Hán. Theo ý kiến phổ biến, trong thời hiện tại tiến mân nắp ở à, là phương ngôn của miền Nam Phúc Kiến là tiếp cận nhất với tiếng Hàn thần cổ và tiếng Châu Châu rất giống nhau với tiếng mân nắp tức là người Châu Châu có thể nghe hiểu người mân nắp nói gì ngay cả họ không bao giờ có họ tiếng mân nắp Dự trên tiểu độ chúng ta có thể phán đoán rằng tiếng Châu Châu là bị Hán hóa bởi tiếng Hán thần cổ tức là bị Hán hóa vào thầy Châu Hán Thế chung khi đó có gì xảy ra? Đúng rồi, chính quyền Nam Việt, nhà triệu tờ sáng lập. Các bạn chú ý, nhà vua sáng lập nhà triệu, triệu tài. Triệu tài không phải là người Bắc Việt, triệu tài là người Hà Bắc, là vì có Tần thủy hoàng mệnh lệnh mang quân thực dân Quảng Đông. Và sau khi nhà Tần sụp đổ, nhà hắn sáng lập triệu tài, tự lập làm vua ở Quảng Đông và khi giao tiếp với hoàng tế nhà Hán, các bạn chú ý, triều đại không phải là tờ sơ mình là vua, mà là man di tại trần lão. Trần lão là thủ lĩnh của bộ lạc. Tại trần lão ý là trần lão lớn nhất. Tức là ở dưới triều đại cũng có nhiều trần lão của các bộ lạc. Vì vậy, chúng ta có thể biết rằng, thật ra chính quyền Nam Việt là một chính quyền liên minh của các bộ lạc ở Quảng Đông hóa ra ngày xưa ở Quảng Đông có nhiều bộ lạc. Một bộ lạc là một làng xá. Khi đó người Quảng Đông chơi bị hàn hóa nhưng mà các bộ lạc cũng không đoàn kết với nhau xây dựng một chính quyền thống nhất. Phải đến triều đại một người trung nguyên thực dân Quảng Đông tổ chức các bộ lạc tạo nên một chính quyền liên minh của các bộ lạc theo ý kiến cá nhân của tôi chính là vì tiếp nhận một người thực dân trung nguyên làm công chủ Ngày Quảng Đông mới bị Hán hóa, tại vì nhà vua là người Trung Nguyên hay nói là người Hán, thì ngôn ngữ làm việc của chính phủ tất nhiên là tiếng Hán đó ở Đông Không, cho nên các trưởng lão của Bắc Việt cũng phải học nói tiếng Hán. À, cuối cùng bị Hán hóa, nhưng mà của Hán hóa không phải là hoàn thành trong một ngày. À, các bạn thấy tiếng Châu Châu là tiếp cận nhất với tiếng Hán thượng cổ, ngày Châu Châu là ngày bị Hán hóa sớm nhất. Sau đó là tiếng Khách Gia theo nhà nghiên cứu Trung Quốc tiếng khách gia là phương ngôn tiếp cận nhất với tiếng hán trung cổ đó là hình thành sau chữ hán là tiếng phổ thông của nhà Tật các bạn muốn ghi nhớ từ tiền phu nhân không đúng công giáo của tiền phu nhân chính là có làm quan khi nhà Tật và bị tiêu diệt bởi nhà Tật công cháu của tiền phu nhân là một kết hợp của bộ lạc bách biệt và Ngày thờ dân trung nguyên công cháu của tiền phu nhân là phùng án Phùng Ám tiếp tục duy trì một chính quyền tự trị ở Quảng Đông. Khi đó có người khuyên Phùng Ám làm vua, nhưng Phùng Ám không dám không muốn, à, cho nên tiếp tục hợp tác với chính quyền Trung Nguyên, à, tức là nhà tầng. Đó cũng là một ví dụ để chúng ta thấy rằng tại sao Quảng Đông bị hán hóa, thủ lĩnh của một bộc lạc Bắc Việt kết hôn với một người thần dân Trung Nguyên. Kết quả là công cháu của họ không phải bị Bắc Việt hóa mà là bị hán hóa tại vì nếu muốn duy trì sự dân tổng của Bắc Việt thì chỉ có thể là một thủ lĩnh ở một địa phương nho nhỏ thôi. Nhưng nếu tiếp nhiệm bị hán hóa thì có thể đi Trung Nguyên làm quan và sẽ lấy từ nhiều tài nguyên từ chính quyền Trung Nguyên. Nhưng có rủi ro tại vì đến năm 697, Võ Tắc Thiên, nữ hoàng đế duy nhất của Trung Quốc, quyết định cắt giảm thế lực phiên vương cho nên công cháu của tiền phu nhân bị sát hại chính quyền tờ gì mà tiền phu dân tệ đại cũng bị tiêu diệt à, không tồn tại nữa. Đó là một quá trình mà Quảng Đông bị hán hóa trong triều tận. Tiếng khác ra chính là kết quả của quá trình hán hóa này. Cuối cùng là tiếng Quảng Đông, nó là thuộc về tiếng hán cường đại là hình thành sau khi triều tống là tiếng phổ thông của triều tống sau khi nhà tầm sụp đổ nhà tống chưa sáng lập việt nam có xuất hiện nhiều chính quyền tự trị và độc lập và sau đó, Việt Nam kết thúc à, thời đại Bắc thuộc Khi đó, Quảng Đông cũng có xuất hiện một chính quyền độc lập là chính quyền Nam Hán. Nhà vua của Nam Hán là Lưu Nhiễm. À, Lưu Nhiễm là người Hán. Tổ tiên của Lưu Nhiễm là làm thương mại ở Quảng Đông cho nên trở thành thổ học, à, cho nên mới có thể là tạo nên một chính quyền độc lập. Tại sao sau đó Việt Nam độc lập nhưng Quảng Đông không có? Tại vì khi đó Việt Nam vẫn có tồn tại nhiều thủ lĩnh của các bộ lạc, nhưng Quảng Đông đã không có rồi. Tại vì đa số thủ lĩnh tiểu học theo tiền phu nhân hợp tác với chính quyền Trung Nguyên để công cháu làm quan ở triều đình Trung Nguyên à, đều bị hãn hóa rồi. Sau khi nhà tầm sụp đổ, chính quyền độc lập đầu tiên ở Việt Nam là bắt đầu từ khu thật dụ, sau đó có dân tỉnh nghệ, sau đó có kiểu cung tiên, sau đó có nhà ngô, nhà tinh, nhà lê, đến nhà Lý mới ổn định. Còn chính quyền Nam Hàn từ khi sáng lập đến khi bị nhà Tống tiêu diệt, không bao giờ bị thay thế tại sao? Tại vì ở Việt Nam có nhiều thủ lĩnh của các làng xã cho nên họ đánh nhau không ngừng. Còn ở Quảng Đông không có thủ lĩnh của làng xã nữa. Cho nên không có ai có thể thách đấu chính quyền Nam Hàn Các bạn thân mến, đó chính là vì sao tôi nói rằng chính là vì Quảng Đông bị mất đi sức sống của làng xã cho nên không thể tục lập tập sau chủ tông Quảng Đông hoàn toàn bị văn hóa Trung Hoa đồng hóa, mới có tiếng Quảng Đông bây giờ. Nói đến đây, hình như là sức sống của làng xã và văn hóa Trung Hoa có sung đột, đúng, tôi là thấy vậy. Và tôi cũng thấy rằng, văn hóa Trung Hoa có một khuyết điểm là có một xu hướng là sẽ hao mộ sức sống của làng xã. Và chi tiết của điều đó, xin để tôi dành cho video tiếp theo. Cảm ơn các bạn theo dõi kênh của tôi. Và nếu có thể, xin tổn hệ cho tôi mình hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.